Vòng đầu thứ 21 giải vô địch quốc gia V-League đã chính thức khép lại. Với 8 trận đấu chia ra làm 2 ngày cuối tuần thì chúng ta đã có những kết quả của 8 cặp đấu vô cùng bất ngờ và vô cùng thú vị. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cập nhật lại kết quả của 8 trận đấu đã qua cũng như bảng xếp hạng sau 21 vòng đấu nhé. Và mình là Long Thể Thao. Mong các bạn hãy bấm like, bấm đăng like ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Vòng đấu thứ 21 V-League đã khởi tranh trong 2 ngày là ngày 25 và ngày 26 tháng 5. Trong ngày 25 đã diễn ra hai cặp đấu, đó là cặp đấu câu lạc bộ Quảng Nam tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội trên sân Hòa Sơn và không có gì bất ngờ khi câu lạc bộ được đánh giá cao hơn đã giành chiến thắng. Trong khi đó, trên sân thống nhất, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có cuộc tiếp đón câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây được xem như là trận chung kết ngược nếu như đội nào chiến thắng thì đội đấy sẽ có cơ hội trụ hạng rất cao và không phụ lòng người hâm mộ thống nhất câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã vùi dập câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số không tưởng là 4-1. Trong ngày 26 tháng 5 đã diễn ra 4 cặp đấu còn lại, trong đó câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An khi được chơi trên sân nhà đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Trong khi đó được chơi trên sân nhà nhưng câu lạc bộ Khánh Hòa tiếp tục chuối thất bại của mình khi đã để thua câu lạc bộ Bình Định với tỷ số là 2-1. Trên sân Thanh Hóa, câu lạc bộ Thanh Hóa đã bất ngờ để thua đậm câu lạc bộ Nam Định với tỷ số là 2-5. Trong khi đó, hai trận cùng giờ là Công an Hà Nội gặp Viettel và Hải Phòng gặp Hà Tĩnh với tỷ số hiệp 1 đang như sau. Trong hiệp 1, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã để thua câu lạc bộ Viettel với tỷ số là 0-2 và câu lạc bộ Hải Phòng đang dẫn câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số là 2-1. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với bảng xếp hạng sau 21 vòng đấu như sau. Như vậy sau 21 vòng đấu, câu lạc bộ Nam Định đang dẫn đầu với 42 điểm. Xếp thứ hai là câu lạc bộ Bình Định với 34 điểm. Xếp thứ ba đang là câu lạc bộ Hà Nội với 33 điểm. Với trận thua 1-0 trên sân Vinh đã đẩy câu lạc bộ Bình Dương ra khỏi top 3 câu lạc bộ mạnh nhất sau 21 vòng đấu. Và bây giờ là ba câu lạc bộ đang có nguy cơ xuống hạng như sau. Với trận thua trên sân nhà, câu lạc bộ Khánh Hòa vẫn chìm dưới đáy xếp hạng với 10 điểm sau 21 vòng đấu. Xếp ngay sau đó là câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 24 điểm sau 21 vòng đấu và Hoàng Anh Gia Lai đang đứng ở vị trí tiếp theo với 25 điểm sau 21 vòng đấu. Đó là diễn biến kết quả cũng như là bảng cập nhật tỷ số của vòng đấu thứ 21 giải v vô địch quốc gia. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến đây. Nếu bạn xem đến đây hãy để lại cho mình một like cũng như ấn nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.